trải nghiệm có tên Via Ferrata hay con đường sắt trong tiếng Italia, được quảng cáo là giúp du khách cảm nhận trọn vẹn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ độ cao gần 1.500m của chiếc thang dây nối hai vách đá. Đoạn video ghi lại trải nghiệm của những du khách đầu tiên đi trên chiếc thang lên thiên đường này trong tuần thử nghiệm hồi tháng 10 vừa qua, ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận rằng họ chỉ nhìn qua màn hình đã đủ thấy choáng váng. Đại diện khu thắng cảnh núi Kích Sinh cho biết, hiện thang dây này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ mở cửa cho giới truyền thông và những người có sức ảnh hưởng. Trải nghiệm thang dây Tử Thần dự kiến chính thức mở cửa cho công chúng trong khoảng 2 tuần nữa, với giá vé ban đầu là 780 nhân dân tệ, hơn 2,7 triệu đồng. Người chơi phải cao từ 1 mét vuông trở lên, không giới hạn cân nặng và không bị các bệnh như huyết áp cao hay tim mạch. Dự án này được phát triển với sự hợp tác của Hiệp hội Phiêu lưu Trung Quốc, đảm bảo an toàn và chuyên nghiệp với hướng dẫn viên từ Hiệp hội và các thiết bị an toàn như dây cáp, mũ bảo hiểm. Trước đó, nhiều khu thắng cảnh ở Trung Quốc cũng tìm cách thu hút du khách bằng những trải nghiệm mạo hiểm. Trải nghiệm Via Ferrata, hay còn gọi là con đường sắt, ở Trung Quốc, hứa hẹn mang đến cho du khách cảm giác phiêu lưu mạo hiểm khi đi trên thang dây nối hai vách đá ở độ cao gần 1.500m. Dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm, dự kiến mở cửa cho công chúng trong vòng 2 tuần nữa với giá vé 780 nhân dân tệ. Du khách cần đáp ứng yêu cầu về chiều cao và sức khỏe. An toàn được đảm bảo bởi Hiệp hội Phiêu lưu Trung Quốc với hướng dẫn viên và thiết bị an toàn chuyên nghiệp. Việc mở cửa trải nghiệm Via Ferrata là một nỗ lực mới của Trung Quốc trong việc thu hút du khách bằng những hoạt động mạo hiểm độc đáo.